cùng với việc tổ chức hướng dẫn phân luồng hỗ trợ người dân tham gia giao thông tại cổng chính khu di tích lịch sử Đền Hùng, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Việt Trì đã tổ chức phát miễn phí các nhu yếu phẩm như nước uống, sữa, bánh kẹo cho người dân và du khách, đồng thời tuyên truyền phổ biến những quy định cần lưu ý khi tham quan, dâng hương tưởng niệm các vua hùng. Đây là việc làm thiết thực góp phần xây dựng hình ảnh con người đất tổ thân thiện, mến khách.